R8 LMS là mẫu xe đua được phát triển từ siêu xe R8 và đã giành tới 5 chiến thắng tại giải 24 giờ Nürburgring, một trong những giải đua về độ bền khắc nghiệt nhất thế giới. Nhằm tôn vinh những thành tích tại địa ngục xanh Nürburgring, Audi Sport đã giới thiệu phiên bản giới hạn dành cho siêu xe đường phố R8 với tên gọi R8 Green Hell. R8 Green Hell tạo sự khác biệt bằng những chi tiết độc quyền ở ngoại hình. Đúng với tên gọi địa ngục xanh, lớp thân vỏ được sơn màu xanh đậm Tioman tiêu chuẩn. Ngoài ra khách hàng cũng có thể lựa chọn 3 màu sơn khác là trắng Ibis, xám Daytona và đen Mythos. Nắp capo, phần mái và đuôi xe được bao phủ một phần bởi màu đen nhám theo kiểu xe đua. Dòng chữ Green Hell R8 xuất hiện trên hốc gió bên và kính chắn gió. Gói trang trí màu đen nhám tạo thêm điểm nhấn cho phần đầu, ốp lường hai bên và bộ khuếch tán gió. Mâm xe 20 inch 5 chấu kép với thiết kế năng động và được phối hai màu đen nhám và đỏ đối lập. Da Alcantara xuất hiện dày đặc trong khoang lái. Vô lăng có thêm vạch đỏ ở vị trí 12 giờ. Những đường chỉ khâu màu xanh lam tương phản ở khắp mọi nơi và huy hiệu Green Hell R8 trên thảm sàn. R8 Green Hell có thông số kỹ thuật hoàn toàn giống với bản Performance Coupe. Sức mạnh 620 mã lực từ khối động cơ V10 hút khí tự nhiên sẽ được truyền tải bởi hộp số ly hợp kép 7 cấp S-Tronic, giúp xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,1 giây và đạt tốc độ tối đa 331 km/h. Audi chỉ sản xuất giới hạn 50 chiếc R8 Green Hell với mức giá 233.950 euro tại Đức, tương đương 6 tỷ 330 triệu đồng. Vừa rồi là video giới thiệu Audi R8 Green Hell. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký và bấm vào nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo của những video giới thiệu về công nghệ và các mẫu xe mới nhất hiện nay của xe 24 giờ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.